thịt heo đó. Bà Lợi bà mua cái sạp đó bà vừa ý nhất. Dạ. Cái ông bán đó, đó cũng là quen. Rồi bà mua đó thành ra từ chỗ quen mà cái ông chủ tiệm thịt này đó, ông bán thịt ngon, ông bán rẻ mà tử tế đàng hoàng, cho nên bà chủ tiệm vàng đó, bữa nào đi chợ mua đồ xong rồi bà về ngay chân cái kệ thịt heo đó bà mua. Nó mua thịt heo của ông đó. Mua suốt năm này qua tới năm kia. Mấy năm dồn như vậy thì bữa nay bà cũng đi lại. Bà đi lại bà kệ thịt đó bà mua. Thì cái ông chủ bán thịt, ông cũng cắt thịt, ông đưa rồi, ông mới nói câu này. Ông nói tôi bán cho chị bữa nay nữa chắc mai mốt chứ tôi nghỉ rồi, không có bán nữa. Thì bà chủ tiệm vàng mới nói chàng ơi, anh nghỉ rồi sao, rồi tôi biết đi mua chỗ nào. Tôi mua kệ thịt của anh là tôi dễ nhất. À mà giờ anh nghỉ rồi làm sao tôi biết mua chỗ nào cho dễ đây. Mà nguyên nhân nào anh nghỉ? Thì nói tới đó thì ông chủ bán thịt, ông nói hết vốn rồi chị. Bán mấy năm nay coi như là bị phá sản rồi, bể nợ rồi. Cho nên không còn vốn để mua heo mà tiếp tục mần thịt để bán nữa. Thì nói tới đây bà chủ tiệm vàng mới nói tèn ơi vậy sao? Thì anh nghĩ rồi tôi biết mua chỗ nào dễ. Thôi giờ anh nói vậy tôi có ý này. Thôi giờ tôi hùng vốn với anh. Tôi hùng vốn, tôi xuất tiền tôi đưa cho anh đi mua heo đi về anh mần anh bán. Tôi mỗi bữa tôi cũng lại đây tôi mua bình thường. Nhưng mà nếu có lời đó thì tôi với anh chị hai tính gì được không? Thì bà chủ tiệm vàng quá đưa cái ý gì thì cái ông chủ bán thịt ông suy nghĩ hậu nói nếu có gì thì được, nếu có vốn tiếp tục tôi mới đi mua heo gì rồi tôi mần thịt nữa được, chứ giờ không có vốn không có tiền tôi không thể tiếp tục làm. Cái nghe nói vậy bà chủ tiệm vàng nói rồi gì được rồi chiều tôi đem tiền lại tôi cho anh. Tôi hùng với anh để mua. Thì thiệt bà đem tiền lại bà hùng với ông bán thịt heo. Thì ông mới lấy tiền đó ông mới đi mua heo đi khắp nơi vậy đó, vô trong đồng trong bá làng này làng kia đi mua heo đem về mới mặn, khuya mới mặn rồi đem thịt ra ngoài chợ bán. Tiếp tục vậy thì bà cũng hàng ngày cũng lại mua thịt đem về gia đình ăn, rồi bắt đầu cái lời đó từ từ cái một tháng vậy đó mới chia ra lời chia hai thì bà lấy số tiền qua đem về bà cấp đó. Nói cho mau thì ba năm như vậy bà tích lũy được cái số tiền mà hùng với ông này cũng được một số vàng, cũng được mấy cây vàng. Với mấy chục triệu đó bà có kiêng. Thì bây giờ bà ngã cân bệnh bà đau bà chết. Bà chú tiêm vàng bà chết. Chết thì ông chồng cũng làm đám ma trai đâu đó chôn cất, làm xây nhà mồ cất cho chôn cất cho bà xong. Như vậy thì linh hồn của bà này khi chết xuống dưới đó, Diêm Vương mới xử xét như vậy đó, mới đài bà lên làm đầu thai chín kiếp heo đang mà trả lại cái nghiệp mà hùng vốn với cái ông hàng thịt kia. Cho nên bà đầu thai lên. Mà bà nhờ cái phước sau khi bà nói mình mới biết á, là họ con gái đó lúc mà 7-8 tuổi, 10 tuổi đó bà nhờ bà già dẫn đi chùa, vô chùa lại Phật dữ lắm. Cho nên nhờ cái phước đó mà khi bà đầu thai kiếp heo rồi bà biết, bà còn biết. Như vậy nói tới thì bây giờ sau khi bà đầu thai lên làm heo, cái lớn lên ta bằng cái ta bán cái chết đi con này, cái đầu thai lên kiếp nữa. Mà đầu thai lên được 4 kiếp như vậy. Có những kiếp đầu thai lên ta bán, ta nuôi gần gần cái chợ Châu Đốc đó, nằm trong chuồng đó mà bà thấy con bà đi học đi qua lại trước giết lộ, bà thấy luôn. Mà thành con heo đâu có nói chuyện được, đâu có kêu gì được, bà thấy luôn. Nhưng rồi cũng nằm đó chịu tới lớn rồi chết, người ta mần thịt ta bán. Cho đến cái kiếp này, cho kiếp thứ 5 đó, thì cũng đầu thai lên con heo. Thì ở trong cái làng như thôn quê mình vậy nè, cái bà này bà sống mình nên bà không có làm cái nghề gì, cuối cùng bà cũng nuôi heo lớn cái bà bán, cái bà mua con khác thì bà nuôi tiếp tục vậy đó. Chứ không có làm nghề gì, bị già mà ở mình nên ở cái nhà trong đồng thì bà nuôi liên tục. Bữa nay bà nuôi được con heo này, heo to này về bà nuôi. Mà bà để ý đó, con này nó khôn hơn mấy con kia, về nó khôn cũng như con chó vậy. Mấy con gà con chó gì ở xóm nó lại nó gượt nó cắn nó đủ gì hết trơn, không cho vô khu vực cái đất của nó. Mà nó đi tiêu đi tiểu gì nó đi tuốt ngoài giường chứ nó không bằng giờ ở chỗ ngủ cho nó sạch sẽ. Đồ ăn gì bả để xuống bả dặn rồi nó ăn, có thể là cái nồi tắm nó heo nó lấy nó kéo cái nắp nó để lại tới giường ăn rồi nó cắn nó dở ra nó ăn rồi nó kéo lại. Nó khôn cả đó. Bà thấy nó khôn quá bả mới văn mùng cái chiều bả nói con à vô ngủ đi con, mẹ văn mùng rồi đó, là nó chung vô ngủ. Thì tới sáng rồi nói chung ra. Rồi bà nói chuyện đó, bà xưng bà bằng má không à. Xưng mẹ con, bà thấy nó khôn rồi bà cưng, bà kêu con, xưng má.
bồng đi tắm vậy. Thì bây giờ nó lớn lên được khoảng 40-50 kg rồi. Cái nửa đêm giấc bữa đó khoảng chừng 3 giờ khuya, nó ngủ trong mùng của nó dưới đất, còn bả nằm trên giường á. Chừng 3 giờ khuya nó nói má ơi thức gì con nói má nghe. Cái bả giật mình hết trơn, bả nói ủa nhà mình đâu có ai có nơi mà sao có tiếng cái người nói. Bả ngóng lên bả nghe hồi nữa cái nó nói nữa. Nói tiếng thứ hai rồi bả mới dở mồm quá. Dòm ra thì không thấy ai chứ. Cái bả nói ai ai mới nói vậy? Thì nói trong mồm nó con nè, con nói chuyện với má nè. Nó ủa mày con heo mà sao mày nói chuyện hả? Nó dạ. Con biết nói chuyện, má thức ra đây con nói cho má nghe chuyện này. Con muốn nhờ má giúp đỡ cho con. Chàng ơi bả hết hồn chân, bả dở mồm quá đi ra, bả đi lại ngồi gần cái mồm đó đó. Cái nó cũng chung ra. Ra nó rú đầu ra nó con nhờ má đó. Lấy giấy viết cho con nói má ghi giùm con rồi má đi ra chợ Châu Đốc á, má đưa cho ông chủ tiệm vàng đó là chồng của con, chồng con hồi mấy kiếp trước đó. Con chết mấy năm nay con đầu thai tình heo, bây giờ con đầu thai về ở nhà của má, bây giờ con biết chồng con rồi, con của con ở ngoài tại chợ Châu Đốc tiệm vàng, con thành con heo con đâu có ra đi ra ngoài được, nhờ má giúp giùm con đi. Cái nó nói gì cái má nói gì, tao đâu biết chữ gì đâu mà viết. Nó nói là má lội lên xóm nó coi đứa học trò nào xin miếng giấy với cây viết đi, đem đây gì con nói rồi nhờ nó viết vô dùm. Thì thiệt quá lội lên xóm mà mượn đứa học trò với xin miếng giấy cây viết đi lại đó, cái ngồi đó rồi con heo bắt đầu nó kể tên ông chồng nó là tên gì ha, rồi con thứ hai tên gì, thứ ba thứ tư cũng kể hết trơn trong gia đình từ đứa hết, trai gái kể rành mạch hết, cha mẹ gì tên gì nó kể trong miếng giấy hết. Rồi cuối cùng nó biểu viết rồi đưa cho ông chủ tiệm vàng rồi kêu ổng đó đi vô đây gặp con nói chuyện mày cho ổng nghe, đặng ổng cứu con chứ con quá khổ rồi. Rồi cái viết xong miếng giấy rồi cái sáng ngày cái bà cầm miếng giấy bà đi xuống mấy sông bà đón đò đi chợ, ra tới chợ Châu Đốc thì khoảng 6 giờ sáng bà đi lên tới tiệm vàng ngay hỏi thăm ta. Lên tới đó thì ông chủ tiệm vàng ổng đi uống cà phê, bà ngồi bà chờ. Cái giường ông chủ ông uống cà phê xong ông về ông đi vô gặp bà ngồi thì ông mới hỏi bà đi mua vàng hả gì mà sớm ngồi đó vậy. Bà nói thưa ông tôi không có mua vàng mà tôi có cần câu chuyện cần gặp ông, có công việc cần gặp ông. Ông nói thôi cần gặp tôi thôi đi vô nhà. Vô nhà bắt ghế bà ngồi bắt đầu bà mới đưa miếng giấy ra. Đưa miếng giấy đây là có người nhờ tôi đưa miếng giấy cho ông coi đi. Thì ông coi rồi thì ông nói cái này thì ghi đúng tên tôi, con cái trai gái thì ghi đúng hết trơn, mà cái người này ở đâu vậy, đâu mà ghi miếng giấy này sao? Bà nói người này hiện giờ đang ở nhà tôi, ở nhà tôi giống mà đi không được cho nên nhờ tôi đem miếng giấy này trình cho ông, nếu ông tin đó thì ông đi theo với tôi vô đó để gặp cái người đó, người ta sẽ nhờ ông cái việc quan trọng lắm, nhờ ông cứu người ta. Cái ổng mới nói ai mà nhờ tôi vậy, cuối cùng bà mới nói câu là cái người này là vợ của ông, vợ ông đầu thai đó, vợ của ông đầu thai vô nhà tôi. Thì nói tới đó thì ổng mới bán tính bán nghi, nó thôi về để tôi đi với bà vô chỗ coi cái chuyện như thế nào, nhờ tôi ra sao. Vì thì ổng mới đi theo bà già đi lại bánh chợ đó rồi xuống đò chạy về. Vì vô tới nhà bà đò ghé cái ổng cũng đi lên tới cửa ổng dòm tới dòm lui, ổng nói đâu ai đâu, vì đâu thấy người, ổng nói đâu, bà nói ai ở nhà bà đâu, gỡ thơ tôi đâu không thấy ai. Thì nói trong mộng chung ra nó em đây nè, con heo á nó em đây nè. Ổng giật mình hết trơn, ổng dòm xuống nữa sao con heo mà sao không biết nói. Thì cái đầu con heo nó bò ra nói em là vợ của anh, tên gì nó kể ha. Kể rồi nó kể đầu đuôi sự việc đó là nó hùng tiền với cái ông bán thịt heo đó, mấy năm nay hùng tiền như vậy đó, bây giờ có số vốn em còn giấu ở trong nhà, hồi chết không có kịp chối không có cho anh hay, bây giờ cho anh biết để giờ anh lấy số tiền đó anh bố thí vô chùa cúng chùa rồi nhờ người ta cầu siêu cho em, cho anh em để giải thoát cho giải cái kiếp heo này chứ em quá khổ rồi. Diêm Vương là định em phải 9 kiếp như vậy mới hết, mà giờ 5 kiếp rồi. Rồi ổng mới hỏi sao mà biết nói được vậy đó, thì nó cũng kể nhờ đó gọn gái đó mẹ có dẫn em đi chùa có lại Phật nên nhờ cái duyên đó mà Diêm Vương cho em còn cái biết lên đây. Rồi nó kể là nó nằm ở gần chợ, nó thấy con đi chợ qua lại đi học qua lại mà đâu có kêu được,
kể cho ông nghe xong hết. Rồi nó mới nói là bây giờ em còn giấu số tiền ở nhà mình đó. Anh đi về có cái giường em ngủ đó ha. Anh đứng thẳng lên, giấu thẳng lên có cái cục gạch mà nó nhô ra đó. Anh đập cục gạch đó là tiền với vàng em giấu đó. Anh lấy cái đó ra anh đem vô chùa, cúng chùa, bố thí đi rồi nhờ các sư tụng kinh. Tên của em cho được giải thoát, cho nó qua khỏi kiếp heo này chứ giờ quá khổ rồi. Thì nói cái đó thì ổng mới tin, ổng nói thôi chị, nếu có y vậy thì ổng sẽ về ổng làm y vậy theo lời bà dặn. Ổng mới dặn cái bà chủ đó, bà chủ nhà nó thì bà gán nuôi nó đi, tôi để số tiền bà nuôi đi, nếu như nó có qua đời đó, nó chết đó bà cho tôi hay, chứ là bà đừng có bán. Cái bà chủ nhà bà hứa bà nói rồi, chừng nào nó chết tôi cho hay. Rồi ổng đưa số tiền gắn đi xuống vỏ đứng đầu, ổng đi về nhà. Thì về tới tiệm vàng thì ổng đi vô ngay chân chỗ cái giường bà ngủ đó, ổng đứng lên y như là bà dặn là thiệt, có cục gạch nó nhô ra là ổng cho đập khử ra thì thiệt. Vàng với tiền bà còn giấu vậy, mấy cây vàng với mấy chục triệu ổng lấy ra hết trơn rồi, rõ ràng đúng như lời bà nói. Thì đó cái ổng đem vô chùa ổng bố thí, đem vô chùa ổng nói mấy ông sư đó, cúng cái số tiền này nhờ mấy ông tụng kinh cầu siêu cho cái vong linh tên gì. Thì suốt 3 tháng sau thì bắt đầu, 3 tháng sau thì cái bà già bà đi ra, bà nói với ông chủ tiệm vàng rằng heo chết. Heo ông dặn giờ nó chết rồi, cho ông hay. Rồi bắt đầu ổng nhắc cái hàng, ổng để vô cái vỏ lớn cho 5-6 người cùng với ổng chạy vô. Vậy vô tới cái nhà bà đó đó, khiêng con heo để vô hàng rồi liệm lại đàng hoàng y như người ta. Rồi đóng nắp hàng rồi khiêng xuống vỏ, ông chạy về rồi ông để lại cho bà già đó số tiền, giống như mình mua con heo đi, để số tiền đền ơn cho bà nuôi. Rồi để số tiền cho bà rồi cái ông chở cái xác con heo vô hàng đem về, ông tiếp tục ông chôn, chôn lần thứ hai, chôn cũng chung cái nhà mộ gần với cái mộ lớn của bà vợ ông chết hồi lúc trước. Thành ra cái câu chuyện này là ông chủ tiệm vàng ông chôn hai lần hai bà vợ, một cái xác thiệt là vợ, một cái xác sau là con heo tái sanh lại. Đó là câu chuyện tôi nghe ông Thích Thiện Huệ ở Núi Cám ông kể cho tôi nghe. Đó là một cái chuyện cũng nhân quả luân hồi ha. Như vậy thì cái bà này, bà chủ tiệm vàng chỉ bảo hùng một số tiền thôi, cùng với cái ông hàng thịt này để giúp cái vốn ông đi mua heo về ông mần ông bán, ông chia tiền với bà thôi, mà bà phải đầu thai chịu 9 kiếp heo gì mới trừ hết cái nghiệp mà bà đã cộng tác với ông kia. Như vậy thì mình thấy như cái ông mà chủ tiệm, chủ hàng heo ổng đi mần ổng mua gì ổng đâm đó, thì mình thấy cái quả của ổng cỡ nào. Cái đó thì câu chuyện đó mình không có nghe, mình không biết, nhưng chỉ nghe ngay chỗ cái bà chủ tiệm vàng này đó, nhờ cái chuyện này đó mình mới biết là cái luân hồi và cái sát sanh này nó rất là nặng. Cho nên cổ đức nói là giả sử bá niên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời tự tác hoàng tự thọ. Có nghĩa là giả sử như chúng ta sống 100.000 kiếp mà cái nghiệp ác hay nghiệp dữ đã gieo rồi thì không bao giờ mất. Sở tác nghiệp bất vong tức nghĩa là không bao giờ mất. Khi nhân duyên nó hội ngộ đủ, cái quả báo nó trở về đủ rồi đó, thì nó sẽ trả lại cho chúng ta. Nếu ác thì hưởng quả ác, mà nếu lành thì hưởng quả thiện. Gọi là nhân duyên hội ngộ thời tự tác hoàn tự thọ. Đó là cái nhân quả không bao giờ sai dịch. Cho nên cái chỗ khác cậu Đức còn cho biết đó, là quả phước đáo đầu chung hữu báo, cao phi diễn tẩu giả nan đà. Tức là cái quả, cái phước rồi đó, đáo đầu chung hữu báo là trước sau gì sớm hay muộn đều có quả báo luân hồi trả lại cho chúng ta. Không có cao bay xa chạy ở chơi nơi nào mà thoát khỏi cái quả báo của luân hồi, của nhân quả. Cho nên Đức Thầy thì Ngài nói là lục nhân quả thật là cao diễn đó, số cổ kim chẳng lọt một ai. Nó là nhân quả là như thế.